Xin giới thiệu, đây là shop. Shop này là shop Sakuraba. Mặt tiền rất là rộng. Đây chúng ta đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ô kính, mà mỗi ô kính là rơi khoảng 1 mét. Đây cũng phải là 1 mét 2 đấy. Rơi vào khoảng là 6 mét đến 7 mét. Diện tích thì là 54 mét sử dụng. Đấy. Thì giá thuê là 50 triệu một tháng. Chủ nhà đang đặt giá là 50 triệu một tháng. Đó. Tất nhiên có thể đàm phán nếu mà khách thiện chí, đúng không ạ? Thì shop mới nên rất là đẹp. Đây là nhìn thấy là kính này. Đấy, cửa này. Cửa này thì đang khóa. Nhưng mà rất là thanh thoát và rất là đẹp. Mã 03 đây. Sakura 3, hoa anh đào 3. Đấy. Đây là có ốp đá cũng rất là xịn. Đấy. Thì chúng ta sẽ xác định cái vị trí một chút. Tức là đây bạn mình nhìn cái sảnh này. Đây là cái sảnh hoa anh đào 3, Sakura 3. Thì cách sảnh khoảng 10 mét thôi, 15 mét. 10-15 mét. Cái tính 15 mét đi, 15 mét đến sảnh rồi. Và đây là cái vị trí đường giao thông to. Tức là đường giao thông to này thì rất là hay là xe đi lại sẽ rất là nhiều ấy. Sẽ ngắm được cái shop của mình. Và mình kinh doanh đồ ăn hoặc cà phê này, quần áo cũng rất là tốt. Đấy. Thì sẽ nhìn sang bên phải đây một chút thì là cái cầu đỏ. Cầu đỏ này, tức là cách cầu đỏ cũng khoảng 15 mét thôi. Và người ta từ trên cầu cũng có thể nhìn xuống shop. Mình làm biển quảng cáo sáng lên là người ta sẽ nhìn thấy. Đấy là cái vị trí rất là đẹp. Và căn này rất là hay là đón được gió mát nhé. Gió đôi mát, đông nam thổi vào đây. Đấy, và thế này thì đây là nếu người đi bộ đi mà đi ở dưới thì chúng ta có thể tranh thủ đặt 1-2 cái bàn ở đây, đúng không? Nếu mà không ảnh hưởng ai chúng ta đặt 1-2-3 cái bàn để tận dụng cà phê hoặc là đồ ăn cũng được. Đó, biển quảng cáo đây, đúng không? Mời chị là lại gần để chúng ta xem là trần có cái gì, tường có cái gì và sàn có cái gì. Đây. Đi lại gần quay. Ok, xem lại đi sâu vào đây. Thì sẽ thấy tức là bóng của mình che đấy. Đấy. Là có nhìn thấy không? Trần tường sàn. Nếu không mình sẽ nói đơn giản đấy là trần thì trần thô. Trần thô thôi. Trần thô hệ thống kỹ thuật và tường thô, chưa có phòng vệ sinh, có đầu chờ điện nước mà. Câu chuyện là sàn thì sàn bê tông. Đấy. Phòng thì 54 mét. Vậy là 50 triệu một tháng nhé. Và thường thì là cọc 1 tháng đóng 3 tháng. Hợp đồng có thể lâu dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Xin mời chị đến tham quan.